Xin chào tất cả quý vị khán giả nhá. Chào mừng quý vị đến với kênh của mình. Lại là mình, Leo đây. Hôm nay Leo sẽ hướng dẫn quý vị bài nhảy thể dục nhịp điệu số 1. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng vào bài. Tiếp mời các bạn hãy click vào phần đăng ký và rung chuông để tiếp tục nhận được các video hướng dẫn của kênh. Ok, thì trong bài nhảy thể dục nhịp điệu này nó sẽ có tổng cộng là 6 động tác và một động tác khi mà chúng ta chuyển đoạn. Và các động tác thì sẽ vô cùng là đơn giản. Và bây giờ Leo sẽ đi trước tất cả các động tác để cho quý vị tiện theo dõi nha. 5 6 7 vào 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 chuyển 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 chuyển 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 chuyển ok 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 chuyển 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 ok 1 2 3 4 5 6 7 8 Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta vào phần hướng dẫn chi tiết. Chúng ta sẽ đến với động tác đầu tiên, chúng ta sẽ làm 2 lần 8 nhịp quý vị nhé. Thì chân của chúng ta này, chúng ta sẽ có là chân chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta dậm tại chỗ và chuyển trụ thôi, đúng không ạ? Tất cả các bước đều như vậy. Đầu tiên là chúng ta chuyển trụ sang chân phải, được chưa? Và chân trái chúng ta nhấc gót lên, để sử dụng mũi chân, được chưa? Tiếp theo chúng ta nén chân trái xuống, nhấc chân phải lên. Và mỗi lần như này thì chúng ta tính là một nhịp. Thì chúng ta sẽ có là 1, đúng không ạ? 2, đúng không ạ? 3, 4, 5, 6, 7, 8, được chưa? Thực ra nó sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nhưng mà đếm như thế thì nó sẽ bị nhiều nhịp quá, được chưa? Thì có thể sẽ bị khó để cho quý vị đếm. Nên là Leo sẽ chỉ đếm là, chúng ta sẽ đếm là cách nhịp, được chưa? Thì cứ chân phải là một nhịp, chân phải là một nhịp quý vị nhá. Ok rồi, chân nó sẽ là như thế đúng chưa? Chân phải này, 1 này, 2 này, 3, 4 này. Quý vị chỉ việc là chúng ta trùng chân, được chưa? Chuyển trụ, đúng không ạ? Đấy, trùng chân, chuyển trụ. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với động tác đầu tiên này. Động tác tay đầu tiên, được chưa? Thì trong bài này tổng cộng là có 6 động tác tay. Và chúng ta chân thì chúng ta sẽ đứng yên tại chỗ và chúng ta trùng chân như này thôi, chuyển trụ này thôi, được chưa? Thì 2 nhịp 8 đầu tiên thì chúng ta sẽ có tay là chúng ta đưa ra đưa vào như này, được không ạ? Đưa ra đưa vào như này, được chưa? Thì chúng ta sẽ chuyển nhịp này, chúng ta sẽ đếm này. 2, 3 này, 1 này, được chưa? 2 này, được chưa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, được chưa? Đấy, thì đây là nhịp mà chúng ta đếm chậm, được chưa? Và khi mà chúng ta đi vào nhanh này, 5, 6, 7 vào là chúng ta sẽ có là 1, 2, được chưa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, tiếp tục 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, vậy là chúng ta có động tác đầu tiên, được chưa? Đến động tác tay thứ hai thì chúng ta chân vẫn như thế và tay chúng ta đưa như sau. Tay chúng ta đưa vào trong. Lúc động tác 1 thì chúng ta đưa vào như này, đúng không? Động tác 2 thì chúng ta đưa tay trái ở trên, tay phải dưới. Chúng ta đưa tay từ ngoài vào trong, được chưa? Nắm bàn tay lại, đúng không ạ? Chúng ta cũng làm 2 lần 8 nhịp nhé. Rồi, nào. 2, 3 này, 1 này, 2, 3, 4, đúng không ạ? Ok, nào bây giờ sẽ vào này, 2, 3 này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hai động tác đầu tiên, được chưa ạ? Thằng tiếp theo chúng ta sẽ đến một cái đoạn gọi là động tác chuyển đoạn. Thì các bạn chỉ cần là chúng ta giữ yên tại chỗ, được chưa? Chúng ta dậm chân tại chỗ thôi, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ bước vào chân trái này. 1, các bạn dậm chân tại chỗ cho mình thế này thôi. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, đúng không? Và chúng ta lại tiếp tục vào tiếp theo. Ok, vậy là chúng ta có hai động tác rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào động tác thứ ba luôn nhá. Ok, động tác thứ ba này thì động tác sẽ có động tác đánh tay sang ngang, chân của chúng ta vẫn thế nhá. Nào, chuẩn bị này, 2, 3 này, 1 này, 2 này. Đấy, để ý nhá. Rồi, ok, 2, 3 này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, ok. Rồi, ok, đến động tác thứ tư luôn này. Thì chúng ta chân vẫn thế và tay đưa lên vỗ tay, được chưa ạ? Vỗ lên vỗ tay đúng không? Thì chúng ta lại có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, rồi. Và chúng ta làm mỗi động tác này đều 2 lần 8 nhịp nhé. Tiếp tục đến động tác thứ 3 này. Động tác thứ 3 thì tay các bạn, được chưa ạ? Các bạn nắm tay vào, được chưa ạ? Trụm vào và chúng ta sẽ đẩy sang hai bên như này, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có động tác đầu tiên là 1 này, 2, 3, 4, đúng không ạ? Ok, thì chúng ta sẽ vào luôn nhé. Nào, 5, 6, 7, vào này, 1, 2, 3, 4, đúng không? Và mình sẽ đếm cách nhịp này, 2, 3 này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với động tác thứ 6, động tác cuối cùng này. Thì là động tác đi bộ thôi, được chưa? Thì các bạn chỉ chuyển trụ thôi và hai tay các bạn để chúng ta buông thõng ở phía dưới này, đúng không? Thì chúng ta lại đếm là 1, 2, đúng không? Thì sẽ bước là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Và bây giờ Leo sẽ đi lại toàn bộ động tác mà chúng ta đã học từ đầu bài nhé. Và sẽ logic lại cho quý vị tiện theo dõi này. 5, 6, 7, vào 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chuyển 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chuyển 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chuyển, ok, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chuyển, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn xong bài. Chúc các bạn có một buổi tập thành công và có thật nhiều năng lượng. Và đừng quên subscribe và cho mình một like nha. Và nếu các bạn có điều gì góp ý cho mình thì hãy comment ở phía dưới cho mình để mình có thể làm những video tiếp theo tốt hơn nha. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn.